Đây thì Hoàng Vinh xin được quý vị dưới dự sân khấu với phần trình diễn của ca sĩ Tường Vi với nhạc phẩm Xuân này, Con Không Về. Xin mời quý vị cho Tường Vi một tràng pháo tay. Dạ, cho MC nó cứ sướng vậy, cảm ơn chị. Tưởng là MC không được gì mà cũng được, cảm ơn chị nha. Dạ, Tường Vi xin được gửi lời chào đến quý vị. Năm mới, Tường Vi chúc cho quý vị được dồi dào sức khỏe. Bé chờ tin thôi khi thấy mai đậu nở vàng bên nơi. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bây để trường ngõ mà tình con vẫn xa xa. Ôi nhớ xuân nào thổ trời yên vui, nghe pháo giao thừa rạng nơi nơi. Bên mái dân nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi mắt đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mãi chân nghèo không người sửa sang, thu buồn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ mang về cho ta áo mới, ba ngày xuân đi khoe sông riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ xin em mong mẹ ơi con xuân này vẫn nhà. Con không về, mẹ đừng trông chờ con nhé mẹ, con xin lỗi mẹ. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mãi chân nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong em trai sẽ mang về cho ta áo mới, ba ngày xuân đi khoe sông riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trái cùng chào xuân chiến trường, không lẽ thiên đình mềm mong mẹ ơi con xuân này vẫn nhà. Bao lứa trái cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình mẹ ơi con xin đợi.
ngày